Và tối hôm nay cô cũng được biết là cùng với cả gia đình gia tộc của họ Vũ, với lại cô Tuyết Giang và mọi người đã đến cũng xin lễ đầu năm, cũng như là xin lễ cho các linh hồn trong đại gia đình của gia tộc họ Vũ. Và cũng như mọi người chúng ta trong ngày đầu năm, chúng ta dâng các lời nguyện và cầu nguyện đặc biệt cho mỗi gia đình cũng như là mỗi người trong họ đạo của chúng ta. Niềm vui của chiều hôm nay là chúng ta mừng kỷ niệm một người cũng rất là khả kính và con của cụ đã sinh hoạt rất là nhiều lâu năm trong cộng đoàn giáo xứ của chúng ta, và đặc biệt là ba người chị em trong căn đoàn tên rất là hay, thông dịch ra là vừa có nước vừa có sông vừa có núi, đó là Hà Sơn Thủy. Và chúng ta trong niềm vui đó thì con xin ra cộng đoàn chúng ta cùng với căn đoàn chúng ta chúc mừng 90 tuổi của cụ ông Du Sa, gọi là Vũ Hồng Nhan, và Vũ Hồng Nhan, con xin lỗi. Con xin mời cụ đứng lên cho cộng đoàn chúng con được dạy những